đói bụng. Từ chưa có được 30 giây nữa, con này nó ăn lẹ lắm. Mà chị phải quay clip 1 phút. Khổ lắm Leo à, chứ không phải tao cố tình tao hại mày đâu. Mà clip dưới 1 phút thì không có được cộng thời gian. Hẻo lắm. Cái gì? Bữa nay sao ngoan thế Leo? Đói quá hả? Em trai ơi, bữa nay sao ngoan vậy? Bình thường còn nhảy cà phóc nữa kìa. Thôi cho nó ăn được, Thái nhìn nó tội quá. Ngồi xuống khoan Thái. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rên cái gì vậy Đen?